lão chưa rời khỏi thành phố. Cả Nguyễn và anh Thư cũng vậy, họ có thể không ra mặt. Em lên đường đây. Ừ, cậu cẩn thận nha. Dạ. Tụi em chỉ còn cách biên giới khoảng 10 cây số. Phương sao rồi anh? Đang chờ, sáng nay mới biết được. Tin báo là bọn chúng đã xuất hiện ở cửa khẩu và đang đi qua một cách trót lọt. Em đã thấy bọn chúng rồi. Chúng ta chỉ tập trung một mũi, nếu có sự kiện gì công an tỉnh biên sẽ xử lý được. Dạ. Yeah. Phương sao rồi anh? Cô dễ cô đang hôn mê, đang chờ kết quả. Anh hy vọng là cô còn sống. Hàng tốt. Cứ theo những kế hoạch. Dạ. Dạ. Tất cả đứng yên, giơ hai tay lên đầu. Thank you.
ấy đã bị nhiễm trùng huyết. Trời đất ơi, chúng tôi sẽ tiến hành lọc máu cho bệnh nhân. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Chúng ta không tìm thấy gì cả. Mai à, nghỉ ngơi chút đi. Không tìm thấy xác của cô Hoài, cả một ảnh dụng cũng không có. Truy nã Hoài trên toàn quốc. Rõ. Rõ, rõ. Đừng sợ nha con. Ráng lên nghe con. Dạ, bác vui lòng chờ bên ngoài ạ. À? Dạ, dạ được. Dạ, chào chú. À, chào cháu. Dạ, tình hình sao rồi chú? Chuẩn bị lọc máu. Con về rồi đó hả? Dạ, con mới về. Mọi chuyện có ổn không con? Dạ, mọi việc tương đối ổn hết. Chỉ có mình tôi Phương là phải ở lại bệnh viện. Nó có sao không con? Dạ, con không sao. Nhưng chắc phải tạm nghỉ việc. Chờ khi nào khỏi hẳn mới đi làm lại được. Tội nghiệp Thu Phương quá. Mẹ nghĩ đến con hoài. Bây giờ chỉ có bắt được cổ, mới mong cổ không làm được lạc lối nữa. Việc ngộ độc dẫn tới suy thận cấp, bệnh viện đã quyết định cấy ống thông vào thành bụng để lọc qua màng bụng. Một lần 12 tiếng, một tuần lọc 3 lần. Việc đó kéo dài trong bao lâu? Tới đây, tới gần hơn nữa. Mỗi buổi sáng khi ngủ dậy, tôi thường nhớ về chuyện cũ. Mỗi một ngày
trong cuộc đời. Tôi luôn nhớ về chuyện bạn đã bỏ cha con tôi đi. Ông đừng có để bụng nữa, vì rốt cuộc tôi và ông không cần phải tự dằn vặt hay là hành hạ lẫn nhau nữa. Sao lại không cần? Vì tôi và ông đều đã già rồi. Bạn nghe đây, nghe cho rõ đây. Tôi không bao giờ quên chuyện cũ. Ăn đi. Ông ăn đi. Tôi mệt, tôi về phòng nghỉ. Bố thiệt là lợi hại. Lợi hại. Lợi hại. Mẹ, nằm xuống đây, xuống đây, nằm xuống đây với con đi, nệm êm lắm. Mày cứ tối ngày chơi bời, hư hết cả người. Mẹ nhìn con đi, từ đầu tới chân con có gì mà không hư hả? Mẹ, con là búp bê bị hư á. Búp bê bị hư á. Mẹ làm gì vậy? Mẹ cười lên được không vậy? Suốt ngày mẹ cứ xài cái mặt u ám ra hoài vậy. Mẹ cười lên đi. Cười đi. Sao mẹ cứ khóc hoài vậy? Mẹ muốn trụ tôi chết lắm hả? Hả? Phải không? Hả? Mẹ muốn tôi chết mà. Ai cũng muốn tôi chết hết đó. Ai cũng muốn tôi chết. Thank you.
Tôi chọn mẫu này. Cô chọn khéo lắm, mẫu này rất đẹp. Tôi có thể làm liền được không bác sĩ? Cô không cần thời gian để suy nghĩ kỹ à? Dạ không, tôi muốn đẹp hơn và thay đổi hoàn toàn. Vậy thì tôi sẽ tiếp dần và bắt đầu phác thảo cho cô. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Nguyễn, em cần một số tiền lớn để phẫu thuật thẩm mỹ và vẫn sẽ quay về với anh. Được rồi, em cứ yên tâm đi, anh sẽ lo cho em, không thiếu một xu, miễn là em đừng phản bội anh. Hoài hả? Cô đang ở đâu? Về đang đám cưới của tôi với anh Nguyễn nè. Alo, alo. Việc gì em phải ghen với nhỏ nhà quê đó? Em nói cho anh biết nha, anh không được làm em buồn đó. Tôi sẽ trở thành một người khác và cho cô biết mặt anh Thư ạ. Tại sao cũng như nhau mà Nguyễn lại yêu cô không yêu tôi chứ? Yêu anh yêu cả lối về, có mây trời man mát, có đêm. Chúng ta bắt đầu được chưa? Dạ được. Cô phẫu thuật sẽ kéo dài, chúc cô ngủ ngon. Dạ. Chuẩn bị. Dạ. Trong nỗi nhớ, trong nước mắt đắng cay, sóng chưa vang. Sao em đi làm trò này vậy hoài? Để người ta không nhận ra tôi nữa. Em không sợ mất mình sao? Tôi thì còn gì để mất chứ. Tôi cảm thấy hối hận vì đã chết. Tôi cảm thấy hối hận vì đã không sống để ở bên cạnh của em. Còn tôi, tôi mừng vì đã không bị anh hỏi chết. Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn tốt cho em thôi. Anh muốn tốt cho tôi mà lại đi làm một thằng nghiện khốn nạn như vậy á hả? Em thay đổi hình dáng như vậy về quê, còn nó không nhận ra em thì sao?
Anh Thuận, anh Thuận, anh Thuận. Cô ơi, cô ơi. Chúng tôi sẽ tiếp tục giải phẫu cho cô. Cô cứ yên tâm. Chị Mai, em làm gì đứng đây một mình vậy? Cảm ơn anh. Đợt này Phương gặp nhiều tai họa quá, em thấy mình thật vô tâm. Ai cũng có nhiệm vụ của riêng mình, đâu có ai an toàn tuyệt đối đâu. Em chỉ muốn chia sẻ nhiều hơn với Phương thôi. Anh vừa nhận được quyển sổ này từ trại cai nghiện của Thông. Thông, chồng của Hoài. Em giữ giùm cổ đi. Làm em nhớ tới Hiền, nhớ tới những lời chuộc tội của cậu ấy trong suốt mười mấy năm bị giam. À, hiện giờ cậu ấy ra sao rồi? Cậu ấy đã ra tù. Bây giờ cậu ấy đã có thể làm chỗ dựa cho bà mẹ già yếu, nên em không muốn tới đó nữa. Hoài ơi, anh hối hận vì mình đã không làm chỗ dựa tốt cho hai mẹ con em, để em phải ra nông nỗi này. Anh chết rồi cũng không chuộc lỗi được với em. Anh xin lỗi Hoài ơi. Cô ơi, cô sao vậy cô? Cô ơi, cô, bác sĩ ơi, bác sĩ. Bác sĩ ơi, cô ấy là người coi việc mạnh lắm. Tôi chết rồi sao? Tôi đợi em lâu quá. Không, không, tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Sớm muộn gì em cũng phải chết thôi. Lệnh hãy chết tôi phải không? Là em lựa chọn đường mình đi, sao lại trách ai? Tại sao tôi lựa chọn con đường này? Là tại anh. Tất cả là tại anh hết đó. Em không đủ tư cách gì để nói tôi này nọ hết. Tôi muốn chết. Tôi không muốn gặp anh. Anh nghe rõ không? Anh đi đi. Tôi không muốn gặp anh. Anh đi đi. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Anh giữ cô ấy thật chặt.